Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến chồng thứ tư động tay động chân với diễn viên Hoàng Yến. Tiêu điểm nóng trên mạng xã hội ngay lúc này chính là vụ cô Xuyến trong Về Nhà Đi Con bị người chồng cũ thứ tư đánh đến gãy xương mũi. Sau 2 ngày xảy ra sự việc, Hoàng Yến đã quyết định công khai clip bị đánh lên mạng xã hội và thừa nhận người đầu ấp tay gói một thời đã nhịn rất nhiều trong thời gian chung sống. Mặc dù không vui vẻ gì, nhưng Yến vẫn chia sẻ lên đây để các bạn hiểu và có cái nhìn khách quan. Tuy nhiên, không ít người thắc mắc nguyên nhân gì khiến hai vợ chồng, từng là vợ chồng, nay phải hành hung nhau, dữ tợn thế kia. Trong chiều ngày 24 tháng 6, đích thân Hoàng Yến đã chia sẻ nguyên nhân xảy ra sự việc với chúng tôi. Hóa ra, lý do khiến cô bị chồng cũ đánh chảy máu mũi là do Cao Xuân Thắng không chấp nhận chuyện cả hai đã ly hôn và có thể một phần vì ghen tuông. Hoàng Yến khẳng định, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do chồng cũ của tôi không chấp nhận chuyện ly hôn, dù chúng tôi đã nhận phán quyết ly dị từ ngày 31 tháng 3, 2020. Anh ấy từng nói với những người bạn những lời đe dọa rằng sẽ rạch mặt, tạt axit nếu tôi có người mới. Mặc dù anh ta đã có người mới, nhưng vẫn đe dọa sẽ dùng cuộc đời còn lại để tấn công tôi. Vào 2 ngày trước, tức hôm 22 tháng 4, ngày xảy ra sự việc chấn động trên, Hoàng Yến đã đăng loạt ảnh tình tứ bên một nam diễn viên trẻ. Tuy nhiên, đây chỉ là ảnh hậu trường của cả hai sẽ cùng tham gia một dự án sắp tới. Nói về lúc bị chồng cũ truy sát, Hoàng Yến chia sẻ trước truyền thông, lúc này bạn bè xung quanh lao vào đẩy anh ta ra ngoài và đưa tôi lên gác để kiểm tra tình trạng của tôi. Nhưng khi tôi còn đang sơ cứu vết thương thì anh ta tiếp tục cầm dao lao vào truy sát tôi. Rất may là lúc đó các bạn tôi đã không màng nguy hiểm lao vào cản anh ta lại và đưa tôi chạy đi. Nếu không có sự xả thân giúp đỡ của các bạn, có lẽ tôi đã gặp nguy hiểm rồi. Tôi thực sự phải cảm ơn các bạn của mình rất nhiều. Điều tôi hận nhất là anh ta chủ tâm đánh tôi ngay trước mặt con gái của tôi và anh ta. Chứng kiến cảnh bố nó hùng hổ đánh đấm cầm dao truy sát mẹ, con bé sợ tới mức không dám khóc, mặt giữ nguyên biểu cảm đờ đẫn trong suốt một thời gian dài. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.